Gấu mà không chịu đưa cho mẹ bóc à, tí nào là anh cún được ăn, Titi được ăn rồi là em gấu chưa được ăn đâu, anh cún bóc chậm ấy, đúng không? Đúng. Đây mẹ mở cửa, đúng rồi, đúng rồi. Siêu nhanh mày thấy chưa, tại gấu không cho mẹ bóc á, bóc nhanh nhanh thôi, để yên mẹ bóc cho mượn tay á, còn ít là con bóc đi.
Đấy thì ăn hết nửa củ rồi, xong rồi con còn chưa được ăn kìa. Mày mời ba anh em nha. Dạ. Chốt 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 chốt. Thôi ngon nhỉ. Chứ không gì. Nó nhìn mẹ này, nhà mẹ cho miếng này. Ơi, mẹ này ra xong rồi. Được, ăn cơm nè. Rồi, em ăn đi, em ăn đi. Rồi. Sao mũi thật thờ ra thì gấu. Tiếc chưa, em mẹ cho này. Mày bắt được rồi. Cho đừng con vẫn hết quần mẹ. Anh đi lấy giấy lau nhá. À, anh cũng đi lấy giấy lau tay đi. Để cho mẹ bánh nha. Dạ. Bye. Anh cuốn của em gấu đây của tí 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 mẹ lau cho. Tí mẹ lau cho con ran đi, tí mẹ lau cho. Lau chưa? Phải không? Ăn hả? Đi ăn nữa không con? Úi sao để đây con? Rồi đưa mẹ cả bỏ xuống dưới cho nào. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Rồi, xong. Mẹ ngon quá. Mẹ ngon quá. Tuyệt vời.